Rồi, tiếp tục video sáng. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 anh chị. Đó, em mới cập nhật cho cô chú anh chị một cặp 3B. Con này nâu đen anh chị, còn con đó là nâu đỏ anh chị em. Con này tinh 3B, 3B muối tiêu đỏ anh chị nha. Đó, con này nè. Con đó chiều cao là cứng 1m1 anh chị, đo ngay trung tâm sái nha. Còn anh này thì mới về hồi tối anh chị. Ôi. Con này nó lại lớn chạng hơn hai con đầu của em luôn anh chị nha. Với con này lô bò nhỏ anh chị. Bò nhỏ này cũng mới về hôm qua luôn anh chị. Có mai có cũ luôn anh chị nha. Đó. Đó, để lát em nói chung soạn hết rồi anh chị. Lát em quay sơ cho anh chị mình xem tham khảo, mình nghĩ cái mẫu nào thì liên hệ với em buổi sáng ngày hôm nay anh chị nha. Đó. Địa chỉ của trại em ở tổ 7 khu phố 6 thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Đó. Kênh YouTube là Trại Bò Tí Cầu Vực Củ Chi anh chị nha. Anh chị mình gọi đó mình xem nha. Mình xem ngày tháng giúp em nha. Đó, thì buổi sáng là ngày 19 anh chị, 19 tháng 10 nha. Đó. Hai con này là nâu hết anh chị. Đi. Ồ con này cái cày đuôi hết biết anh chị nha. Đó, cày đuôi xương lưng anh chị. Con này thì nó cao nhỉnh hơn cái con bông đỏ. Con này nó cao gần 1m15 anh chị. Con này nè. Tướng tá bản đùi sâu anh chị nha. Tướng tá bản đùi sâu. Mẫu này sổ giá anh chị nha. Tinh này nói chung con này nữa mẫu là mẫu nhất anh chị nha. Đó, mẫu này mẫu nhất nha. Nó la phải ngắt khúc anh chị nha. Đó. Hai con này anh chị nha. Một con nâu đen và một con nâu đỏ anh chị nha. Con bông đỏ anh chị nha. Ồ đường sống con đỏ này hết biết anh chị nha. Con này thì cái thằng đít nó lực anh chị nha. Con này thì dàn biên thì nó nầu hơn con bò đậu xíu anh chị. Dàn xương thì cũng nói chung là hai con này thì con này thì nó thiếu đòn con này chút thôi, như là chiều cao thiếu chút thôi. Con đỏ này chiều cao bê bông đỏ anh chị nha. Nó chiều cao là cứng 1m1 anh chị. Dàn đít hết biết anh chị ha. Đó. Đít dai lưng rất là hở anh chị ha. Con này thì được khung xương bản xương cối anh chị. Con này xương cối có đòn nha. Chung hai con này là mẫu nhất nhì anh chị ha. Anh chị mình dòm sơ dàn xương thì mình biết nha. Cái đuôi quá rồi, cái đuôi anh chị. Cái đuôi sang lưng anh chị. Bò này còn đeo mẹ anh chị nha. Bò còn đeo mẹ ha. Tại cũng nhớ mẹ la anh chị. Cái tháng tuổi tầm bò này tầm thì cũng cỡ 7 tháng tuổi trở lên anh chị nha. Nó nghe mấy bò con cháu la nó bắt trước la. Gu anh chị, gu là gu chùi đó chứ anh chị ha. Đó. Bò này mẫu này lớn lắm nha anh chị nha. Con này nè. Đó. Đó thì cặp này thì anh chị mình thấy nghĩ liên hệ với em nha. Đó. Rất là đẹp ha anh chị. Cặp này có giá bán của em là 36 triệu anh chị nha. Một con nâu đen và một con nâu đỏ anh chị nha. 36 triệu nha. 36 triệu là kèm theo phí anh chị ha. Nó cái phí em bao. Phí em thì vẫn vậy anh chị nha. Đó xương trụ móng nó móng. Dàn xương cối lớn anh chị ha. Đó, con này nè. Con này nó lực hơn hai con bò đậu của em luôn anh chị ha. Đó. Đó anh chị mình xem cặp ba bê đỏ này có thích thì liên hệ với em nha anh chị. Rồi. Em còn một con nâu có con bông này anh chị nha. Con bông này nói chung nó vừa vừa thì anh chị ha. Con này cũng cứng 1m1 luôn anh chị. Nói chung nó tầm không được về, không được độ bò anh chị ha. Có mình nó anh chị, không có nào ráp với nó hết à. Con này dạng xương cũng khá lớn anh chị. Chung không được. Chung là không được dày bò anh chị ha. Dày bò anh chị ha. Nó tầm thiếu nu thôi anh chị. 1m1 cứng anh chị ha. Sao mà chưa có cho ăn anh chị chứ? Chưa có cho ăn gì đó. Đó. Thì con này con 3B cái con đen bông này anh chị mình thấy dân ý thì liên hệ với con lẻ anh chị ha. Con này lẻ của mình nó à. Con này giá bán là 15 triệu anh chị. Con này nè, 15 triệu anh chị nha. Cứng 1m1 anh chị. Con này cứng 1m1 có dư anh chị nha. À, để em chuyển xem quay bò này chung là nghiêm chỉnh anh chị nha. Nghiêm chỉnh từ dàn móng dàn
giá chuẩn anh chị, nó không có tỷ thích hết anh chị nha. Cái con lẻ anh chị nha, con lẻ nha. Thì anh chị mình muốn bắt thêm, muốn rét thêm nó đi luôn anh chị. Rồi, em chuyển qua đây một con muối tiêu. Con muối tiêu với là con đen. Muối tiêu con đen, hai con này cấp mịn giống không chị? Hai này cấp mịn nó liền liền nha cô chú. Mét lẻ năm anh chị nhé. Đó. Một con bông muối tiêu anh chị với một con đen đuôi trắng. Con đen đuôi trắng thì dằn mông thì nó lực hơn chút anh chị nhé. Sau cái sức lực. Cái đường xương sống nó lực hơn cái con bò muối tiêu đầu anh chị. Cấp mịn thì giống nhau nhưng mà hai con này thì nó độ cái kiểu độ cũng không có trên lệch nhiều. Hai con này nó trên là 9.5-10 anh chị nhé. Đó. Con bông muối tiêu với là con đen đu trắng anh chị nha. Ôi ơi, mới dịnh là hết biết chị nha. Nói chung bò con tách mẹ này thì nó phải la thôi nha anh chị. Nó phải la thôi nha. Nó la trong vòng 2 ngày 3 ngày hết la anh chị nha. La nhưng mà vẫn ăn bình thường anh chị nha. Vẫn bỏ cám, bỏ rơm, bỏ cỏ ăn bình thường anh chị. Sống này chị theo nó hai con như gói gòn anh chị nha. La miệng con nào cũng bự anh chị nha. Thì hai con này cái chiều cao lạng chạng anh chị, 1.5-1.6 gì anh chị nha. Cái con này chắc thấp hơn con kia, con kia cao hơn anh chị nha. Con này lưng phẳng anh chị nha. Con này nói chung trên là chút xíu anh chị nha. 1.5-1.6 đủ về anh chị nha, trong phạm gì đó anh chị. Cú lưu rồi cô chú nha, bò này cũng nghiêm chỉnh nha cô chú. Rồi cặp này giá bán, bò này giá bán của em là 30 triệu anh chị nha. Cặp này 30 triệu anh chị. Con này thì ú hơn anh chị nha. Con cặp mình nói chung là quay gần quay xa vậy anh chị, mình cứ em nói cái tháng á, cái tháng thì bò này tầm khoảng 6 tháng tuổi lên anh chị nha. Đó, thì cái chiều cao là 1.5-1.6 anh chị. Đó, cô chú anh chị mình hình dung không? Nha. Cặp này giá bán của em là giá sát luôn anh chị, 30 triệu nha. Đó, 30 triệu nha anh chị, kèm theo phí nha. Đó. Móng đồ rất là gọn anh chị nha. Móng đồ rất là gọn. Bò này nghiêm chỉnh anh chị nha. Không có bú gối hay là bú ruột hết nha anh chị nha. Đây. Bò này em quay thì nói chung nó rất là kỹ cho anh chị mình dễ chọn nha. Đó, rất là kỹ nha, từ dần móng giái đủ đủ anh chị ha, giái là hai hòn hết nhá. Con này thì ngay lực hơn chị, con này lực hơn con đó. Rồi để em chuyển sang cặp số 2 này thì nói chung cái dàn lông anh chị, tùy theo cái mẫu tinh nha, nó cũng là con ba bê bông muối tiêu và một con đen. Hai con này lông lá nó không có. Bò này nói chung cũng chưa có tuột lông máu hết rồi anh chị nha. Con này có muối tiêu anh chị, hai con này sừng gạt y chang đó, sừng gạt y chang đó. Cái đòn sang lưng anh chị ha, lưng một lưng anh chị nha. Bò thì tầm khoảng 8 điểm anh chị, được 8 điểm thôi nha. Tròn trị thì được 10 điểm anh chị, thì em nói sơ lên anh chị mình dễ cho ha. Một con bông, ô bên này cũng giống, con này cũng có bông muối tiêu đuôi trắng, bên này cũng bông bông muối tiêu đuôi trắng với con đen đuôi trắng luôn anh chị, thấy không? Hai con này thì cao nhỉnh hơn anh chị, hai con này nó cũng xem 1.0m, nó cũng hụt 1.1m hai phân anh chị. Đó, khó đo lắm cô chú ơi. Hai con này 1.08m anh chị, con muối tiêu này anh chị. Con bông cũng là bông với đen, hai cặp sừng y chang nha anh chị. Khuôn này tầm khoảng 7 tháng cứng anh chị nha. Hai con này là 7 tháng cứng luôn anh chị. Cứ cứ lên anh chị không có dưới nha. Giái đủ anh chị nha. Giái rất là to luôn anh chị nha. Giái chuẩn nha. Cái con này anh chị, con đen đâu trắng đây. Nha. Hai con này nó đều anh chị, hai con này đều lắm. Đi. Đi không? Đi. Đi. Đi qua. Hai con này nói chung là nó đều cái cấp bình luôn anh chị nha. Từ dàn xương tới cấp mình luôn chị, hai con này có điều giống nhau anh chị nha. Đó. Lưng nó cũng giống nhau một chút. Đó.
con kia cũng vậy cô chú nha. Mong cô chú anh chị mình xem kỹ cặp kế tiếp nha. Rồi cặp kế có giá 29 triệu nha anh chị nha. Cặp kế có giá 29 triệu nha. 29 triệu một con bông và một con đen nu trắng anh chị nha. Đó. Chiều cao 1m08 anh chị nha. 1m08 bò ha. Nó bò nè, yếm rúng anh chị nha. Yếm rúng nè, đúng. Chân móng đồ nói chung là rất là gọn anh chị nha. Đó. Chú anh xem kỹ nha, xem kỹ mình liên hệ nha. Cái con này bên này nó có hơi hẻ hẻ cái móng sờ mía anh chị nha. Nè. Không. Sao có một bên này chị? Bên kia chắc không thấy. Thấy có bên này nhưng mà bò này nếu mà có bị thì chắc hết rồi anh chị nha. Bò này nếu mà có bị thì chắc cũng lâu rồi ha. Chứ không phải là mới anh chị nha. Đó. Tại vì em mua em lựa cũng kỹ lắm anh chị nha. Đó. Coi kỹ lắm anh chị nha. Đó. Thì chỉ có con bông này là có cái móng hở hở nha anh chị, mình nghe kỹ nha, nghe kỹ rồi mình liên hệ, mình coi từ từ anh chị đó, mình coi từ từ rồi mình chốt nha. Đó, cặp số 2, cặp số 2 là 29 anh chị nha, 29 triệu anh chị nha. Rồi còn lẻ anh chị, con lẻ này con không có bò ráp luôn đi ta. Đi. Bắt đây. Đi. Anh chị muốn ráp chung hai con này cũng được, hang này nó trên là cấp mạnh quá. Đi. Đi qua đây. Đi. Đi. Đi đó. Đi đó. Đi. Còn lao cha lao cha lao cha. Con này con lẻ anh chị nha. Anh chị mình có bắt chung rép chung với cái nào mình rép nha. Nè. Chiều cao 1m07 luôn anh chị nha. 1m07 anh chị nè. Đó thì mình muốn rep chung cái nào mình rep nha. Cái con này có giá là 13 triệu rưỡi anh chị nha, con nuôi trắng nha. Dái sổ dái anh chị nha. Lông da những mức anh chị nha. Đó con lẻ lẻ đôi đít dơ dơ nè anh chị, nuôi trắng nè. Trời anh la mà anh kéo. Con này cũng lú sừng anh chị nha. Đó. Đó anh chị mình cứ xem kỹ nghe kỹ nha, em báo chiều cao kích thước khung giá tiền kèm theo phí nha. Ví dụ những con lẻ thì anh chị mình lá rùm. Những con lẻ thì anh chị mình có bắt thì em bao phí gần gần nha, còn không ấy thì mình bắt chung bộ ba cũng được anh chị, mình rép theo cặp nào cũng được nha. Đó. Con này có giá bán của em là 13 triệu rưỡi anh chị nha, cũng như là cặp đầu 30 cặp kế 29. Con này tính là con thứ 5 đi anh chị cho dễ nhớ nha. Con thứ 5 đi nha. 13 triệu rưỡi anh chị nha. 13 triệu 500 nha. Bò chân móng cua giá đồ nghiêm chỉnh anh chị nha. Đó. Rồi em còn là cặp nhỏ lên trên là chút xíu anh chị, 80 anh chị. Con này là thiếu đủ 1 mét anh chị. Thiếu đủ 1 mét nha. Nó nằm khoảng 9.8 chứ. Chính gì anh chị, con này nè. Với con nâu nè anh chị, con nâu thì mét lẻ anh chị. Con này lẻ 2, lẻ 3 anh chị. Đi. Cười. Nó không thấy mình luôn. Thả anh chị, thả vô bắt cọt là cái. Nó hừ lao chao anh chị. Nó sợ anh chị. Con này là mét lẻ 2, lẻ 3 anh chị. Cái con này là con nâu lực lợt. Đi. Được rồi. Có đứng có chiều đó. Đẩy quá luôn. Đó. Con này thì cứng. Cứng cửa. Thôi đích quá rồi anh chị thấy không? Dạ mông nè. Cũng tầm khoảng 8 điểm 8 điểm rưỡi vậy anh chị. Lưng lách này. Anh này được da mỏng lắm anh chị. Coi nè. Tại đứng ở đây nó là chá, nắng khó quay anh chị nha. Khó quay là anh chị mình khó dòm anh chị. Cặp nhỏ anh chị nha. Con 8 con 10 anh chị. Con bông đen với con nâu anh chị nha.
con nâu thì nhỉnh hơn. Dạng cơ là cơ cũng 6 múi anh chị nha, cũng không có dạng lực nhưng xương sóc cũng khá anh chị. Nó sợ bên này. Đó anh chị mình thấy dân ý đi cái dòng này. Cặp này có giá bán của em là 24 triệu anh chị. 24 triệu nha. Tuấn tá xương sóc con này lớn lắm anh chị nha. Nó không nhịn gì cái con 13 rưỡi anh chị ha. Nói chung nữa cái hậu thì sao nó có thể hơn con 13 rưỡi luôn anh chị. Đúng không? Nó thua chỉ là cái màu thôi anh chị. Ha. Với con nhỏ anh chị. Đi. Hôm nay còn nhiêu lên hết cho cô chú anh chị mình luôn. Bò cũng giao hết rồi anh chị ạ. Đó. 24 triệu anh chị, hai con nhỏ cuối cùng nha. 24 triệu nha. Tại những con bò mà nó về mà nó ho ho có hiện tượng như vậy anh chị thấy không? Chưa có chích sổ lãi, chưa có tiêm ký sinh trùng đường máu anh chị nha. Đó. Hoặc là thay đổi thời tiết anh chị mình chích cho nó một mũi sổ lãi ha, ký đường máu xong mình chích sổ lãi. Chích cho chích thêm cái mũi chuyên về phổi anh chị ha, nó là nó hết thôi nha anh chị. Nó ho khan, nhiều lúc ho khan là có lãi anh chị nè, thấy không nè, ba cái dây cắn rỉa anh chị thấy không? Đó bò này tại mới nay về thả cũng chưa có giờ nha. Cặp nhỏ này 24 triệu nha anh chị, mình thấy yên ý liên hệ nha. Rồi em còn con lẻ lỡ 9-10 tháng anh chị, giá tiền nó vừa vừa anh chị. 9-10 tháng ăn uống dễ ăn anh chị nha, già bò rồi. Bò này nghiêm chỉnh anh chị nha, bò này nghiêm chỉnh nha. Con này quay hết luôn chị, lên hết clip luôn nha. Anh chị mình tiện theo dõi từ từ giúp em nha. Thấy như nghĩ cái nào liên hệ nha. Con này nó cao 1m15 anh chị nha. Cao 1m15 bò anh chị. 9 tháng 10 tháng tuổi rồi. Bò này em bán, em bán xả cái giá, cái lấy giá vốn cho mình luôn anh chị nha. Uống lưu à cô chú anh chị nha, cấp bình thùng á, cấp bình thùng lưng dai bẹ anh chị nha. 1m15 bò anh chị. Lưng anh chị không? Bò này mới chích sổ lãi hồi chiều hôm qua anh chị. Bò này chủ nói chung cũng không có cho mồi nhiều anh chị. Anh chị quan tâm luôn. Bò này em chia lấy giá vốn luôn 16 triệu rưỡi ha. 16 triệu rưỡi đó. Anh chị mình thấy hợp lý liên hệ nha. Bò này hoàn thiện anh chị, không có gì hết nha, nhưng mà tại vì không có bò ráp trúng nó nên là đi không đi là bán cho anh chị mình về, có mình để vô bầy mình rép vô khoảng trống nào mình bắt anh chị nha. Vàng xương sóc đồ lớn anh chị, con này bao phía gần nha, còn ví dụ anh chị mình xa hơn thì phụ thêm tiền dầu nha, nó rõ vậy nha. Đây dạng mong đồ anh chị thấy không, nó rất là lực, rất là biên luôn đó. Tại ông anh bữa ông đi bắt có con anh chị không có bò ráp với nó luôn đó. Cũng chưa cho ăn mà cấp mình vậy đó anh chị, sao mà chưa cho ăn nha. Đó. 16 triệu rưỡi anh chị nha. 16 triệu rưỡi nha. Nói chân bóng rồi nghiêm chỉnh. Bò này sổ gì thấy à. Giái lòng thòng anh chị thấy không? Đó. Rồi, anh chị mình thấy cái mẫu nào liên hệ nha. 16 triệu rưỡi ha. Cặp này 24 triệu. Cặp nhỏ 24 triệu. Một con là thiếu đủ 1m, một con thì 1m02, 1m03 anh chị nha. Bò 1m03 bò anh chị nha. Con lẻ đuôi trắng này 13 triệu rưỡi. Cặp này là 29 triệu ha. Anh chị mình nghe kỹ nha, cặp nhỏ đầu tiên là 30 triệu, con lẻ bông bông ở đây là 15 triệu, còn cặp này là 36 triệu ha. Cặp nâu bông ha. Rồi em xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú anh chị mình ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình là luôn theo dõi kênh và quan tâm em ha. Cũng nhớ đăng ký và bấm thích ha anh chị ha. Rồi chào anh chị mình nha.